Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Ngoại tình đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt từ Geneva, Thụy Sĩ do Võ Thành Nhân thực hiện. Và kính thưa quý vị, chúng tôi vừa chứng kiến một buổi hội thảo rất là hay. Có thể nói rằng trong lúc đi làm truyền thông á, thì chúng tôi có nhiều dịp để mà đi làm truyền thông những cái tin tức có liên quan tới vấn đề đấu tranh, đặc biệt đấu tranh vấn đề nhân quyền. Thì ngày hôm nay sau một cái buổi hội thảo mà chúng tôi ghi nhận rằng á, trong thành phần diễn giả cũng tập hợp được những cái người có những cái trình bày khác nhau, có những người đến từ những quốc gia khác nhau và có những người có những cái góc cạnh, những cái nhìn khác nhau. Và ngay cả khi mà recommendation, có nghĩa là có những cái input hay là có những cái để mà bổ túc cho vấn đề xây dựng làm thế nào để có một cái xã hội tốt đẹp hơn ở Việt Nam trong lúc mà chúng ta đang đấu tranh về vấn đề tự do, dân chủ cũng như nhân quyền. Thì anh Hoàng Tử Duy là một trong những người trong thành phần diễn giả đã có một số những cái ý kiến để làm thế nào đó để mà đóng góp chung cho cái việc chúng ta có thể nào có một cái xã hội dân sự tốt đẹp, giống như có một cái nhân quyền thật sự được người dân được hưởng ở tại Việt Nam. Thì trước hết là xin anh Hoàng Tử Duy có thể cho biết rằng là cái ghi nhận của anh như thế nào về cái buổi ngày hôm nay khi mà các anh được ngồi chung với những diễn giả mà những thành phần diễn giả đó đã đóng góp ít nhiều trong cái buổi hội thảo hôm nay rất là thành công. Hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng là mình có sự quan tâm của rất nhiều bạn ngoại quốc trong cuộc hội thảo này, những tổ chức NGO mà có rất nhiều kinh nghiệm đấu tranh cho nhân quyền, và có sự hiện diện ngày hôm nay của các phái bộ của các quốc gia như là Hoa Kỳ, Thụy Điển, những quốc gia mà thường để cho vấn đề nhân quyền, cho nên mình thấy cái sự hứng của những thành phần có một tầm đó là một cái trọng lượng tại Liên Hợp Quốc. Và khi mà chúng ta có một cái buổi tiền hội thảo trước cái UPR đó, thì cái ảnh hưởng như nó như thế nào vào ngày mai? Tôi nghĩ nó có cái ảnh hưởng là tại vì đây là những người mà có phần đưa ra những cái đề nghị cho ngày mai với các quốc gia. Và quan trọng hơn đó là ngày mai nó chỉ là công bố một số đề nghị thôi, một số cái recommendation. Cái vấn đề là còn lại là vấn đề follow up, sau thực hiện những cái khuyến cáo của các chính phủ. Thì đây là những thành phần, những tổ chức mà sẽ đẩy được cái vấn đề mà follow up. Và khi mà anh có cơ hội để mà ngồi trong cái thành phần của diễn giả mà những người ở Việt Nam không đến được, cái phản ứng như thế nào? Thì hôm nay thật sự có sự tham dự của một số người từ Việt Nam như luật sư Hà Huy Sơn và anh Phạm Chí Dũng qua vấn đề Skype video. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là đây là cái bộ phận của tất cả những người Việt Nam. Có một số người như chúng ta có cái điều kiện, cái sự may mắn, cái sự hiện diện ngày hôm nay. Thì chúng ta làm sao lên tiếng cho những người đồng bào chúng ta mà không có được cái sự cơ hội để có mặt ngày hôm nay. Và khi mà chúng ta nói cái sự trưởng thành trong đấu tranh đó, thì anh ghi nhận như thế nào về sự hiện diện của những người trẻ và cách chúng ta tổ chức cũng giống như là sự hiện diện đông đảo của chúng ta trong những ngày mà tiền hội thảo trước khi mà có cái UPR nó xảy ra? Thì thật sự cái hội thảo ngày hôm nay nó không phải là cái sinh hoạt UPR duy nhất. Chúng ta thấy trong vòng mấy tuần vừa qua nó có nhiều cái sinh hoạt của người Việt Nam liên quan đến vấn đề UPR, của những người Việt từ trong nước, những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại, và đây là một trong nhiều cái loại sinh hoạt. Thì chúng tôi thấy là nó rõ ràng là nói chung là cái phong trào dân chủ Việt Nam càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có nhiều cái hiệu quả. Và tôi nghĩ cái hình ảnh, cái thông điệp mà chúng ta gửi ngày hôm nay nó là biểu hiện cái sự thành đạt hay cái sự lớn mạnh của cái phong trào dân chủ Việt Nam. Và sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Và chúng ta có những cái kế hoạch cụ thể nào chưa để mà chúng ta tiếp tục làm như thế nào đó để mà đưa đất nước của chúng ta mỗi ngày một gần hơn với tự do dân chủ thực sự? Thì cái điều mà là một người Việt Nam á, thì rõ ràng cái sự thay đổi Việt Nam á, nó phải do chính người Việt Nam đưa đến. Cái giải pháp của Việt Nam là phải là giải pháp của người Việt Nam. Và chúng ta có thể dùng vấn đề ngoại vận để hỗ trợ những cái nỗ lực đấu tranh của chúng ta. Và trong hết cả những nỗ lực ngoại vận, cái vấn đề Liên Hợp Quốc là một cái khía cạnh mà chúng ta có thể vận động được. Thì ngày hôm nay, trước cái vụ UPR tại Geneva, chúng ta đang chú trọng về vấn đề Liên Hợp Quốc, nhưng mà đó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ của cả một cái tiến trình đấu tranh. Và cuối cùng, anh nhắn gì với lại những thành phần thanh niên, sinh viên ở trong nước giống như là ở hải ngoại? Họ hướng gì về nhân quyền, họ hướng về cái UPR chúng ta? Thì qua các diễn giả ngày hôm nay, chúng ta thấy là vấn đề thông tin là một cái quyền căn bản của mọi người. Đây là cái vấn đề dùng Internet là cái quyền căn bản. Thì các bạn trong nước hãy hành xử những cái quyền của các bạn và hãy đưa ra những cái tin tức mà thế giới bên ngoài cần phải biết. Ngày hôm nay những cái tổ chức mà như chúng ta nghe đến như là Phóng viên Không Biên Giới, tổ chức Văn Bú Quốc tế, họ có những cái dữ kiện ở Việt Nam là chính nhờ những người bạn trong nước, những người blogger họ cung cấp cho họ. Thì các bạn hãy tiếp tục làm những công việc đó, nó có những cái hiệu quả. Xin được cảm ơn Hoàng Tử Duy. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một cuộc phỏng vấn rất là ngắn của chúng tôi với anh Hoàng Tử Duy, và hy vọng chúng tôi sẽ có dịp được tiếp xúc với là một số anh chị em trẻ trong ban tổ chức mà chúng ta đã có được cái ngày hội thảo ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bên cạnh của chúng tôi là một trong những người chúng tôi được biết trong ban tổ chức
có thể đây là một người chịu trách nhiệm nhiều phần vụ, nhưng mà riêng những cái phần vụ mà khó khăn đó thì chúng tôi muốn hỏi thăm rằng chị Trang đã vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách như thế nào để mà chúng ta có được một cái buổi hội thảo rất là thành công ngày hôm nay. Dạ thưa anh, trong tổ chức một buổi hội thảo mà ở Geneva như thế này đó, nó có nhiều cái khó khăn lắm. Thứ nhất là thành phần ban tổ chức đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy rằng Đảng Việt Tân có một cơ sở ở đây và anh em địa phương giúp rất là nhiều, nhưng mà nói chung là nhiều anh em từ Pháp, Mỹ lo phần tổ chức, thành ra nó khó khăn là mình ở xa, mình phải phối hợp công việc. Nhưng mà cái khó khăn nhất á, mà trong mấy ngày nay chúng tôi gặp phải đó là vấn đề đưa người vào Liên Hiệp Quốc. Cái số ghi danh á, cho đến ngày thứ sáu là đến lên tới 150 người ghi danh, và đã đồng bào đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi nộp danh sách, UNWatch nộp danh sách qua cho Liên Hiệp Quốc đó, thì họ ok. Và đến ngày sáng thứ hai họ nói là ồ, chúng tôi chỉ có thể cho tổng cộng 80 người vào, còn những chỗ dành để lại ở lại còn vài chục chỗ lại đó thì để dành cho những người nhân viên Liên Hiệp Quốc cũng như là các quốc gia thành viên họ đến họ tham dự cái này. Nói chung là họ có một cái hệ thống mà cái quota cho một số quốc gia, thì như vậy rốt cuộc chúng ta có mấy chục đồng bào không thể nào vào được. Và sáng hôm nay khi ghi danh thì cái vấn đề security của Liên Hiệp Quốc họ rất là khó khăn và rất là cứng ngắc. Thành ra là có nhiều đồng bào bị kẹt bên ngoài, rốt cuộc là chúng ta phải phụ lòng 70-80 đồng bào. Và cũng rất là nhân đây xin tôi xin đại diện ban tổ chức xin lỗi, gửi lời xin lỗi đến các đồng bào đã bị kẹt bên ngoài. Và cuối cùng thì chị Trang có thể cho biết rằng là với một cái thành phần diễn giả rất là hấp dẫn được cái cử tọa, với một cái thành phần diễn giả có một cái kiến thức rất là sâu rộng và phân tích những đề tài rất là hấp dẫn, thì chị có thể cho biết rằng lúc mà chuẩn bị để mà mời những thành phần diễn giả như vậy thì cái tiêu chuẩn nó như thế nào, và tại sao những người đó được có cái cơ hội để mà đến với lại những cử tọa ngày hôm nay? Dạ, cái tiêu chuẩn nằm ở chỗ là đây là phải là những cái tổ chức nhân quyền mà đã làm việc với việc là các thành phần nhà đấu tranh dân chủ liên quan đến vấn đề nhân quyền Việt Nam lâu ngày, để họ có những cái kinh nghiệm bản thân của họ, để họ mới có thể đưa ra những cái nhận định mà nó thực tế với lại cái môi trường quốc nội của chúng ta. Thành ra đây là những NGO có những hoạt động trực tiếp với lại giới đấu tranh với lại xã hội dân sự Việt Nam.